Thái Bình là địa phương có một lượng khá lớn lao động Trung Quốc đang sinh sống và làm việc, đặc biệt là sau dịp Tết Nguyên đán có hơn 100 lao động vừa từ Trung Quốc trở về. Do đó, nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao. Nhận định tình hình, Thái Bình đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo việc cách ly và theo dõi sức khỏe của những người mới từ Trung Quốc trở về. Ghi nhận của phóng viên Nhật ký Cuộc sống. Xếp hàng đợi đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước khử khuẩn trước khi vào văn phòng làm việc. Từ nhiều ngày nay, đây là những công việc bắt buộc phải làm của cán bộ công nhân viên công ty Tactician đóng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Là một trong những doanh nghiệp có người lao động mới trở về từ Trung Quốc, công tác cách ly cũng như phòng chống dịch bệnh tại đây được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Thời điểm hiện tại là có 8 người Trung Quốc về nghỉ Tết, sau đấy là nhập cảnh sang Việt Nam vào cái hôm 29 và 30 tháng 1. Thì những người mà nhập cảnh sang bên Việt Nam thì lãnh đạo công ty cũng có một cái biện pháp, đó là cách ly hoàn toàn 8 người ở trên ký túc và trên 5 phòng. Đặc biệt hàng ngày thì chúng tôi sẽ đo nhiệt độ cho những người cán bộ Trung Quốc đấy một ngày là 2 lần, một buổi sáng và buổi tối. Hiện thống kê trên địa bàn tỉnh Thái Bình có khoảng 400 người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc, trong đó có cả những người ở vùng dịch của Trung Quốc về nước ăn Tết và quay trở lại. Do đó, nguy cơ lây lan dịch bệnh cần phải được kiểm soát chặt chẽ. Đối với người Trung Quốc mà người ta nghỉ Tết sang Việt Nam ấy, thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với lại bên ngành công an, bên khu công nghiệp, bên các xí nghiệp, doanh nghiệp mà có người Trung Quốc làm việc, để chúng tôi có một cái hướng dẫn quản lý và cách ly các đối tượng này khi sang Việt Nam. Và cái giải pháp của chúng tôi là tất cả những cái đối tượng của người Trung Quốc sang ấy, là chúng tôi đều tổ chức là cách ly, không để tiếp xúc rộng rãi với lại người Việt Nam. Và khi phải tiếp xúc ấy, thì một là phải có đeo khẩu trang, hai là có những cái giải pháp để phòng cho lây lan ra người khác. Hiện Thái Bình đã cho dừng tổ chức tất cả các lễ hội từ cấp tỉnh tới cấp xã, nghiêm cấm tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tập trung đông người, thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra công tác phòng chống dịch và 3 đoàn phản ứng nhanh có đủ thành phần và khả năng đáp ứng với tình huống khẩn cấp khi có dịch. Trong tình huống dịch xuất hiện sẽ huy động bệnh viện đa khoa, khu khám điều trị chất lượng cao bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện phổi và bệnh viện đa khoa Lâm Hoa đáp ứng từ 1.000 đến 1.300 giường bệnh phục vụ điều trị. Chúng tôi cũng đã xây dựng các cái kịch bản để phòng chống corona và chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện để đưa vào cái tập diễn. Đấy, một bệnh nhân vào phòng khám hoặc bệnh nhân vào trung tâm cấp cứu. Đối với bệnh nhân thông thường thì xử lý như thế nào? Rồi là những cái bệnh nhân mà nặng thì xử lý như thế nào? Đấy, hoặc là có nhiều người vào một lúc thì xử lý như nào? Đấy là chúng tôi đều đưa ra các cái tình huống cụ thể để làm sao mà cho các bạn cán bộ y tế hiểu rõ nhất, nắm bắt được cái việc gì mình phải làm. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình đã tổ chức sản xuất, cấp phát hơn 450.000 tờ rơi và 1.200 poster về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona cho các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị y tế, trường học, địa phương trên địa bàn tỉnh. Hiện tỉnh này cũng đang huy động 4 doanh nghiệp sản xuất khẩu trang để trang bị cho người dân chống dịch.